Hello, em chào tất cả các bác. Em lên sóng tiếp một chiếc đồng hồ vai bò pin. Chiếc này cực kỳ đẹp, dòng xưa, thương hiệu nó là Seiko, Seiko Japan. Số là số nổi nha các bác. Máy là sử dụng một pin trung, máy lớn nha. Máy như máy cơ luôn. Rồi cái bộ kim của nó không có mà nhìn thấy là rất chắc rồi. Viền này viền kim loại nha. Còn toàn bộ cái vai bò của nó bằng gỗ mà bằng nhựa xưa nha các bác nè, nhựa xưa ha, vai nhìn đi chang như gỗ chứ em không nói là các bác không giờ biết ha. Cực kỳ đẹp ha, bóng loáng nha. Chiều ngang của nó tới 55 cm. Chiếc này chỉ chạy giờ thôi, vừa để xem giờ trang trí thì coi thì tuyệt vời. Chiều ngang 55 cm, chiều cao lên 20,5 cm, còn chiều sâu vô là tới 12 cm nha các bác. Tí nữa em quay cái máy cho các bác xem. Dòng này khá to, tổng bộ của nó là đành tích hết nha các bác. Sao này máy nó cực kỳ đẹp luôn ha. Máy nó đóng mát Seiko ra băng luôn, còn máy ba lăng như y chang máy cơ. Các bác khỏi cần phải lên code, cứ để là chạy ha. Rồi bác nào yêu thích chiếc này cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267, và đây cũng là số Zalo của em. Các bác kết bạn Zalo giúp em để cần hình ảnh hoặc tham khảo những cái sản phẩm khác bên trang Zalo của em cho nó dễ nha. Em kết thúc video, chào các bác.